Hôm nay mình và sẽ dẫn các bạn đi thăm về xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè để thăm một vườn dừa sai trái và giống như thế nào nha các bạn. Mời các bạn theo chân mình nha. Cái đường vào vào vườn của anh Khởi bạn thấy rất là đẹp, có đường thẳng băng luôn. Thì xung quanh ở đây là trồng cùng trồng dừa là nhiều, bạn thấy là trồng dừa rất là nhiều, rồi trồng nhãn, rồi ở đây trồng trồng chanh đó các bạn đó, rồi trồng xoài nữa. Rồi bây giờ mình đi quay các bạn xem nha. Thì ở đây vườn của anh Khởi là trồng dừa đây này. Rồi ở đây thì vườn anh Khởi thì có bông súng nữa. Thì ở đây anh Khởi đi toàn là cầu khỉ không, đó đi cầu khỉ đó. Hình như anh Khởi đang làm gì, đang sửa soạn dừa bển. Để mình vô gặp anh Khởi. Ồ, vừa anh Khởi là ảnh đào clip, phân clip ra thấy cũng khá hợp lý đó. Vừa đây ăn cốc cũng khá là chuẩn nha. Ồ, anh Khởi đang, ôi anh Khởi đang 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 dọn dẹp cái dừa anh Khởi. Dạ, dọn ba cái lá lú rồi. Dạ, bữa nay em rồi em nghe anh bữa nay bán giống dừa 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 xiêm lục, Dạ. nên em qua em quay để chia sẻ cho bà con mình xem á. Dạ. Giờ hôm nay rồi anh chuẩn bị giống tới đâu rồi Em để bên kia rồi em anh chút nữa em vậy giao hả? cho khách. Vậy là anh đang đợi khách lại để giao giống ha. Dạ, đây là giống gì chị? Em vậy là em đến sớm rồi hôm nay. Cái dừa này như là đợt này em thấy trái nó sạch to hơn lần trước anh Khải. Dạ đúng rồi. Mình dừa này chịu khó mình gãy phân tí nó cái trái nó chất lượng rồi. Vậy hả? Dạ. Ôi cái đợt này em qua hình như là thấy trái khá là sai luôn. Dạ. Nó. Ôi đợt này sao mà đi đi cục khỉ nữa. Ôi ôi đợt này trái trái khá sai rồi. Ôi đi cục khỉ. Ôi. Ôi này cái dừa của anh đây. Đây cái khu dừa trong đây rất là mát. Anh Khởi đánh ảnh cầm giỏ để đựng giống các bạn. Đây là dụng cụ, đây dụng cái nón này là để xịt thuốc anh Khởi. Ồ đây anh có khẩu trang rồi nón để bảo hộ để ảnh xịt thuốc. Đấy. Ê, đằng này hình như là anh có dụng cụ gì nè. Ủa cái chai này là để làm gì anh Khởi? Cái đó lúa để em mà chị diệt chuột anh. Dạ hả? Dạ. Rồi rồi. Đây là dụng cụ ảnh nè, đó để anh Chuột quá. để xử lý. Dừa này thấp thấp là nó dễ ha. Ồ cái này là anh bỏ vô vỏ đó hả? Dạ đúng rồi, cái này em chuẩn bị em giao cho khách Dạ. nè. Cái này là trồng là Ồ. ok, mưa xuống là trồng là ok luôn. Ồ thấy cái cây này anh bỏ vậy là nó đâu nặng ta anh, nặng không? Dạ không anh. Để em cầm thử coi. Nó ồ vậy là nó một chắc này đựng vỏ ha. Dạ. Hình như là anh đem từ từ đâu Em đem ở bên nhà hả? ở nhà rồi xuống anh. Dạ. Rồi đem giao cho khách bên đây nè. Sẵn anh ghé chơi rồi ghé luôn. Dạ. Dạ. Anh Khởi anh đem lên nặng giao chú vườn chút xíu khách lại giao các bạn. Ồ ở Khách đây. đặt 25 cây đây, Dạ. cây giao. Mưa xuống không dài ta đem về cái ta Đâu? dâm xuống cái mưa xuống là trồng cái là Vậy là đầu đầu mùa mưa này là sẽ trồng. dạ Ôi em thấy cái này anh dạt là ồ này là anh dạt nó này rễ nó lú anh Khởi. dạ em cắt bỏ rễ nè. Ủa anh sao anh cắt vậy? Đúng rồi, cái cây này ha mình vậy ha, Dạ. cái rễ nó ra cái mình dạt nó, dạt cho Mình nó cái cắt vậy anh chị? cắt cho nó ra cái rễ mới, chứ mình Không để cái rễ cũ vậy nó cây trồng xuống nó không tốt. tốt hả? Dạ. Dạ. Rồi bao bao nhiêu tháng mà được cây nó ca lên cao vậy anh Khởi? Cây này từ ương tới giờ 5 tháng à.
5 tháng. Dạ, lúc trái khô, lúc mình để trái khô thêm 3 tháng nữa, khoảng 8 tháng. À, em thấy cái cây này nó phát triển rất mạnh luôn nè. Dạ. Ủa cái rễ này vậy là anh cắt luôn, Cắt bỏ. cắt bỏ đó hả? Dạ, Rồi mình nó trồng xuống cái cho nó đâm cái rễ mới nó tốt hơn cái rễ cũ. dạ cắt không sao hết. Dạ không sao. À, các bạn thấy nè, các bạn anh Khởi hướng dẫn cách Mình cách ương ương giống hả? dạ đúng rồi. Rồi cách trồng sao anh Khởi? Trồng á thì mình trồng khoảng mình đào một cái hố ha. Dạ. Mình bỏ phân chuồng, phân hữu cơ xuống rồi mình đặt trái dừa xuống, mình múc một xô sình á, mình đặt trái dừa xuống ha. Mình đặt cho chìm khoảng 2 phần 3, còn 1 phần 3 trái dừa nổi lên 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 trên, đừng có đặt trái dừa sâu quá. Ồ vậy là cái mình trồng vậy là mình phải tưới nước thường xuyên không phải? Mùa mưa anh khỏi cần tưới đâu, không cần tưới đâu anh. Dạ. Dạ. Đó cái dừa này là cái dừa xiêm lục của mình đó. Dạ. Ồ dừa xiêm lục nè, trái các bạn. Trái nó khá là sai luôn nè. Cái là thấp. Cái vườn dừa của anh Khởi là ảnh trồng cũng hình như là mấy năm anh Khởi? À, bốn À, năm mà. 4 năm. Cái dừa xiêm lục này. Đây, để mình quay các bạn xem ha. Ủa mà Trái nữa. hình như là cái đợt này như một cái trái này nó như là mình làm giống là nó mình phải lựa trái to hả? Đúng rồi, trái Trái to. to viên đó, trái nó tròn. Dạ, cái loại Sinh giống ra dừa mai này. mốt sinh ra cái trái nó đẹp, Ồ. cái giống nó đẹp. Như mấy cái trái này mà mình làm giống là ok. Rồi Đó, cái trái nó loại tròn. vậy là cái loại chuẩn như thế này Dạ, là trái nó trái tròn. to Dạ, tròn là tròn. làm giống nó tốt hơn à. Dạ đúng rồi. Đây, như mới quay này. Ồ cái trái Mình này. để bỏ những cái trái mình những cái dừa giống á, mình lọc những cái trái là nó dài nó hơi xấu đó, mình lọc Dạ. bỏ ra. Mình bán về nước, còn những trái nào tròn đẹp á thì mình để mình làm giống. Cái Đó. vụ mùa nắng này anh một trong mùa nắng này anh sẽ bồi bùn bao nhiêu lần anh Khởi? À, một năm thường làm có một lần hả anh? Một lần hả? À, em thấy như anh mới mới bồi bùn như là đất còn còn nó mới xốp xốp Dạ, rồi. này em bồi khoảng tháng rưỡi 2 tháng nay rồi. Dạ. Dạ. Còn bồi bùn anh có bỏ phân vô không? Có, em có rải phân. Dạ. Thấy hồ dài dài bên đó nó cũng rất là nhiều luôn ha. Dạ. Hình như thấy đợt này em qua hình như là trái đợt này anh như bỏ phân nó hơi mạnh Đúng tay rồi, cái nó trái cái to hơn ha. dừa uống nước này á, mình phải rải phân cho nó thường xuyên, khoảng tháng hơn tháng mình phải rải phân cho nó. Nhưng mà cái lượng phân cũng không cần nhiều. Chủ yếu là để cho nuôi cái trái non đó với cái trái đang đeo buồn đó. Cái nếu mà cái loại giống một trái giống như thế này Dạ. thì anh bán bao nhiêu một trái? Trái giống như vậy là em bán hiện tại tùy theo cái đi xa đi gần đó anh. Ví dụ Dạ. như vòng vòng đây mình bán cho Bà con gần bà con đó, thì cái giá nó nó khác. nới một xíu. Còn ví dụ như bán dẫu Nơi xa nói là thấp hơn à. và thấp hơn anh. Còn ví dụ như mình bán mấy chỗ đi xa thì chi phí vận chuyển rồi nó xa hơn thì cái chi phí nó hơi cao lên tí. Dạ, Dạ. cái đó khách là ta chịu luôn hay sao mình chịu Dạ luôn. đúng rồi, tại vì thí dụ như gửi bưu điện hoặc là gửi xe đồ á, Dạ. anh phải vô vô thùng xốp đóng rồi mà mình chuyển đi đồ này nữa, nó cái chi phí nó cao hơn cái mình bán cho vòng vòng bà con ở đây trồng, ví dụ như Mình họ là cần. cái chi phí nó không có vận chuyển nên là thấp hơn ha. Dạ đúng rồi. Dạ. À, như trong mùa đầu mùa này hình như là có nhiều khách hàng đặt không Đúng anh Khải? rồi, nhiều khách hàng ta đặt. Mưa xuống người ta trồng nhiều đó. Dạ, vậy là người ta trồng dừa này là mùa mùa mưa Dạ. sẽ thích hợp hơn ha. Dạ, ngày mai cũng có khách họ lại họ lấy bên Hậu Giang họ xuống họ lấy về họ trồng. Dạ. Vậy là mình đi mình gói vô rồi mình trở về cũng Dạ. thấy cũng nhẹ ha. Dạ. Rồi, bạn thấy là cái giống dừa dừa của anh là trái lần này bỏ tại phân thuốc nó chăm sóc kỹ hơn thì trái sẽ to hơn các bạn. Đấy, nào đây này. Này anh Khải mình đi dài dài dưới mình xem anh Khải. Dạ. Đây sẵn chuyến đi qua tham quan dừa giống của ảnh rồi mình đi tham quan một lần nữa. Loại giống dừa có khác không các bạn? Rồi. Đây cái loại giống dừa đây, mình sẽ quay cái dừa clip bên kia nha. Đó bạn thấy cái đó, cái dừa giống dừa này trái khá xài. Này. Đó. Đó, cái loại giống dừa đây. Các bạn thấy là cây dừa nào cũng giống cây dừa nào tại vì nó rất là sai này. Đó, mình đi đi theo chương trình khởi đây, xem về dài đây. Ôi, mẹ anh đang khởi có xen canh cây chanh này. Rồi đây.
em mời anh uống dừa thử cái chất lượng cái dừa mùa nắng thế nào nha. Rồi rồi rồi. Ở đâu anh à? Ở đâu anh Khải? Đây đây đây. Đây luôn hả? Ồ cái trái này cái nó già là mình nó đậm đen anh Khải. Đúng rồi. Thì cái mùa nắng này nó uống dừa bảo đảm phải khác hơn với cái dừa này từng nữa bán được rồi. Thấy không? Cái dừa tròn đẹp ha. Đúng rồi. Cái dừa này nó cái màu nó sậm mà nó đậm. Dạ. Nó đậm. Đậm cái con dừa lục. Dừa lục lục là lục đậm ha. Dạ. Đây, rồi, nè khỏi anh chặt được trái dừa rất là nó rất là nhiều nè. Đó. Mình đang đi ở trong đây cái khung cảnh đây của mình với anh Khải. Anh Khải cũng vừa chặt cho mình được trái dừa này. Đó, để rồi mình uống thử đi. Mình ăn trong vườn dừa này rất là mát mà. Ở xung quanh toàn là dừa không à. Đi là khum khum. Đó, anh Khải quất thử một trái. Rồi, em cũng thử một cái luôn. Ngon à. Mát dễ chịu. Cái mùa nắng này em thấy cái dừa này cũng khá mỏng chứ. Để mình uống xong cái mình chặt cái thử. Cái loại giống dừa này rất là ngon. Một trái này thấy uống khá no đây nên bộ thử rồi sao thế nào nè vỏ nó mỏng á ra nó tròn. Ồ cái trái này nó cái vỏ nó dày nè. Dạ. Nó là nhưng mà đặc biệt là cái nó ăn rất là béo luôn. Đây, để mình uống xong trái này cho mình lấy mượn ảnh nha, chặt thử. Thì cái khung cảnh ở đây như vừa nè, mình thấy rất là mát. Rồi chưa, bảo cho. Cái này uống khoảng 2 3 hớp 4 5 hơi mới hết. Nè chặt cho mấy. Cái mùa nắng này cái anh mình làm trái dừa này á mùa nắng á, không mình có bỏ phân làm sao nó ngọt hay sao này dừa này cái chủ này nó yếu có liên quan tới tới bỏ phân không phân thuốc chứ không à, nói chung là cái dừa mình gãi phân á, thường mình gãi kali á, gãi kali cho nó già Đà Nẵng dạ Đà Nẵng làm gì bỏ bao cali làm gì kali cho cái trái to hay gì nước chất lượng nước là chất lượng nó nước sẽ cao hơn dạ dạ với cái bông nó đậu nhiều hơn kèm ừ. theo UG cho cái trái nó tròn to với nó tròn Tròn hơn dạ dạ cái loại giống dừa này thấy ta cũng càng ngày ưa chuộng hình như là bữa hổm cái lái thương lái hình như nó hỏi mua thêm trái 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 tươi này không anh Khải đúng đúng rồi vườn anh vườn của em bây giờ thương lái bao tiêu quanh năm luôn cái dừa này quanh năm luôn dạ rồi cái giống dừa này là người người uống ở đâu nó ưa chuộng nhất anh cái Khải này Hà Nội á Hà Nội họ thích Hà Nội thích uống hơn à đúng rồi vậy là thương lái của anh ở ở đâu cũng Hà Nội hay sao ở Sài Gòn Sài Gòn nó mua cái tiếng với Hà Nội nói dạ chung Sài Gòn với Hà Nội nói chung là thích uống dừa này nó ngọt dạ đúng rồi mà khi em uống trái dừa nè cái em thấy cái này rất là ngon dạ rồi nước cũng khá là ngọt dạ à, nên cái dâu loại giống dừa rất là tốt mình thấy các bạn nếu mà các bạn thích loại giống dừa mà ngọt và trái cũng khá là sai thì trồng các bạn trồng thấy ra trồng cái loại trồng giống mau dừa mau ra trái nữa là mấy năm anh Khải nó khoảng 18 20 tháng là nó ra nó giờ đẹp là cho trái ha dạ là trái đầu tiên đó dạ à, các bạn có thể là trồng cái loại giống dừa này cũng khá là tốt rồi các bạn à, anh Khải như là đợt sắp mùa mưa là chuẩn bị giống cũng khá là nhiều hả dạ đúng rồi giờ à, để mình đi như khách lại kìa rồi bây giờ hồi em cũng cảm ơn Khải đã cho các bạn rồi rồi em hiểu biết thêm về cái loại giống dừa xanh lục này. dạ Để chúc anh cũng bán được nhiều nhiều loại cây cây giống dừa xanh lục rồi nha. dạ dạ rồi cảm ơn Rồi, thôi gì. Rồi mình cảm ơn các bạn xem đi xem clip của mình nha.
nhớ đăng ký và like mình để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn xem clip mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha.